Hơn 2 hecta cây ăn quả của anh Đinh Văn Vân ở thôn Tăng Tông, xã Sơn Liên, huyện miền núi Sơn Tây. Ổi đã cho thu hoạch năm thứ hai, còn bưởi sắp tới kỳ thu hoạch. Chuối thì cho thu hoạch thường xuyên. 3 năm trước, chính quyền địa phương triển khai thí điểm mô hình trồng cây ăn quả Việt Gáp. Là đảng viên, sẵn có đất đai rộng, anh Vân đã tự nguyện đăng ký tham gia mô hình. Sau nhiều năm kiên trì và được tạo điều kiện tham gia nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, diện tích cây ăn quả của gia đình anh Vân ngày càng được mở rộng và mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Mình làm cái gì mình phải quyết tâm mình làm, mình đừng có bỏ. Nếu mình bỏ mình lỗ. Bây giờ mình làm keo, làm mì, làm bưởi, làm kinh tế khác, mình cho nồi là mình phải xem nè, mình có ghé mình làm mà thành công. Nếu mình không chăm sóc, mình không quyết tâm là mình muốn làm thì làm, mình muốn chơi thì chơi, cái đó mình không cần làm. Ngoài trồng keo và câu, tận dụng lợi thế đất rộng, anh Vân trồng thêm cỏ để chăn nuôi trâu bò. Hiện anh có 3 con trâu và 4 con bò, 6 con heo kỳ. Nguồn thu nhập từ chăn nuôi đã giúp gia đình cải thiện đời sống. Anh Vân đã tận dụng nguồn phân chuồng từ chăn nuôi trâu bò để bón cho cây lúa. Nhờ vậy mà năng suất lúa của gia đình anh Vân luôn dẫn đầu trong xã. Cái lúa mình phải có kinh nghiệm, phải bỏ phân chuồng. Trước khi mình bỏ, mình bỏ bón phân chuồng, mình rai hết, mình đốt phân chuồng, mình rai lúa mà đọt. Nếu mình không có cái thường, mình không áp dụng về phân trường là nó không tốt, không đầy, nó không đẹp. Hơn 12 năm là đảng viên, 3 năm làm chi hội trưởng hội nông dân của thôn, anh Vân luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong phát triển kinh tế và mang lại hiệu quả cao. Anh có điều kiện mua thêm nhiều phương tiện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt anh thường xuyên vận động tuyên truyền cho nhiều gia đình trong thôn cách làm ăn để cùng phát triển kinh tế, nhất là trồng các loại cây ăn quả phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu ở địa phương. Hợp thôn á, anh cũng có đóng góp về thanh niên, về nông dân. Anh nói là mình không đi làm yên xa, mình ở tại chỗ, tại thôn á, tại khu. Mình có đất thì mình đăng ký các dự án nhà nước đầu tư, mình sẽ tham gia để cuộc sống thay đổi sau này. Nếu mình mà lười biếng là đằng, mình không thêm làm sau này con cháu mình có khổ hơn nữa. Hướng về nông nghiệp là chính, trong đó là có chăn nuôi, các biện chăn nuôi. Mà anh được cái là anh cũng được hiện nay thì áp dụng với khoa học kỹ thuật, trong đó là trồng không phải như ngày xưa là nhiều trồng là nhờ trời, bây giờ ông là được là áp dụng vào khoa học kỹ thuật, được tập huấn các lớp từ tỉnh đến huyện. Ở thôn Tăng Tông, nơi đảng viên Đinh Văn Vân sinh sống, hiện có nhiều hộ đồng bào Ca Dông tham gia trồng cây ăn quả theo mô hình Việt Gáp và đã có nguồn thu nhập giúp cải thiện kinh tế gia đình. Trồng cây ăn quả Việt Gáp cũng là hướng đi đang được chính quyền huyện miền núi Sơn Tây tập trung triển khai để giúp người dân thoát nghèo bền vững.